各位如果问题呢，可以把它写下来提问，大家共同讨论。我们不要怕啊，不要怕我的问题啊，这个很奇怪啊，不懂就要问，问题放在心里面呢、啊，会造成我们修学的障碍，也造成我们身心的不安。那问题呢，就是我们进步的开始，问题解决了，我们就进步了。 Phật Thầy, trước kia mỗi buổi sáng con đều tụng kinh Pháp Hoa, nhưng có một lần con quét dọn ngoài sân và lỡ là một con rắn mối nó bị thương. Vì con để miếng dán ở lên người nó và vì nó lại nằm dưới đống lá khô. Con vốn rất sợ những con vật có và con đã bỏ chạy. Nhưng con quên niệm Phật. Con lúc nào cũng mở cái máy niệm Phật. Sau đó mấy ngày thì con tụng kinh, lúc quỳ xuống lại, con lại thấy con vật đó nằm dưới tủ thờ và thân nó bị thương, con hoảng sợ và bỏ chạy ra ngoài. Thế rồi từ đó đến nay không còn tụng kinh nữa. Ít lâu sau nó chết, không gần, chết gần chỗ bàn thờ cuối năm 2017. 30 Tết như thường lệ con dọn dẹp và nhích cái bàn nhỏ, lại thêm một con nữa bị con làm nó bị thương. Thưa Thầy, như vậy con có mang tội sát sanh không? Nó bị thương tích như vậy mà lại bò vào để rồi chết gần chỗ con làm bàn thờ Phật và làm cản trở sự tu học của con, có phải là nó trả thù con hay không? Con xin chấm hết. Cảm ơn Thầy. 那么有一次他在搬那个房间打扫的时候，他在外面就有一个小虫，好像那种蛇的爬的那个叫什么，比如说四脚的，它壁虎，那么他不小心伤到了那个，因为他躺住在那个一堆草木在下面，所以他不小心伤了它。那么他很害怕，那个居士很害怕去跑掉，然后当他跑掉之后不久，他在念佛的时候，当他跪在那个佛堂的时候，就看到那个动物就躺在下面那里。 没多久，他就害怕，躺在那里，他就害怕，他跑掉。那个居士跑掉，不敢在那里。那不多久，一两天之后，那个动物死了。然后过不了多久，因为是年三十，除夕晚上，有时候要清洁房间。清洁的时候，又是有无意中伤到另外一只。那么他又是怕，他又是跑掉。 那么现在他有两个问题，第一是这样，他会不会是杀生的，犯那个杀生罪？对，我先讲啊，这个我们杀害任何的有情众生，那都是杀生。Tất cả nếu mà chúng ta lỡ mà sát hại một cái sinh mạng gọi là hữu tình chúng sanh đó thì đều là sát sinh. 就算是蚊虫蚂蚁呢？ 也算是杀害生命。就像我们法律啊，一个是故意的、有意的谋杀，还是呢过失杀人、无意的。 Như trong cái luật lệ của thế gian chúng ta thì có hai hình tội, một là cố ý sát sinh, hai là ngộ sát, tức là mình không có ý giết rồi. 所以你杀的心，第一个是你是用什么心来杀。 Cho nên cái điều quan trọng đây muốn nói là nếu mà anh giết cái con động vật đó thì anh dùng cái tâm địa có thật sự là muốn giết con đó không? 当然杀的方法也是有差别。
你故意用虐杀还是呢无意的啊？đương nhiên nếu mà cái phương pháp mà mình lỡ giết con đó có phải là mình cố ý hành hạ để cho nó chết hay hoặc là mình lỡ mà hại cho nó chết? 更重要的是你杀的对象是什么？và càng quan trọng hơn nữa là cái đối tượng mà chúng ta muốn giết hại đó là cái gì? 基本上就像我们法律，你杀人和这个杀动物啊，那个是不一样的。ở trên căn bản mà nói thì theo luật pháp thế gian thì khi mà chúng ta giết một con động vật và giết một con người thì nó có sự hình phạt có sự khác nhau. Phật pháp 里面讲，你杀圣贤呢，就修行有正果的人呢，那一定要下地狱的。thì trong Phật pháp có dạy rằng nếu mà chúng ta giết chết một người đó như là một vị thánh hiền thì anh nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục. 比方讲这个提婆达多想要害死佛。他来做佛，譬如như Bồ Đề Đạt Đa muốn hại Phật để ông thay thế Phật, 这个叫忤逆重罪，那一定下地狱。Đây gọi là tội ngũ nghịch thì nhất định sẽ đọa vào địa ngục. 因为这些开悟正果的圣人呢，是一切众生的善知识、好老师。Vậy thì những người mà thiện tri thức tức là thánh hiền đó họ đã khai ngộ.thì rất là tất cả thế gian đây đối với họ đều là một vị thầy tốt một vị dạy dỗ. 你杀害了这个善知识圣人呢，一切众生的法身慧命就断掉了。你跟一切众生结罪，结的罪重很广。là vì khi mà ta giết một vị thánh nhân như vậy thì chúng ta đã cắt đoạn đi một cái nhân duyên để cho người thế gian người có thể học được Phật, đoạn mất cái trí huệ của họ.再来就杀一般的人啊，杀人类。ngược lại là đối với cái sự sát hại cho những người thường, 杀人的罪啊是不容易忏悔的。cái tội giết người thì không có phải dễ mà sám hối được. 为什么呢？因为人的人灵性最高，他可以学佛，可以修行，成就佛果。là vì cái linh tánh con người rất là cao tốt, thành ra họ có thể nhờ đó mà học Phật được.你只要杀了一个有修行的人，那么这结的罪啊也是很重的。nếu chúng ta lỡ giết một người đó gọi là có tu học thì cái tội đó cũng nặng rồi. 再来，你杀这个鬼神啊，鬼神呢，他不学佛啊，没有修行呢，这个罪啊次一点。vậy thì ngược lại nếu chúng ta lỡ giết những cái ma quỷ là những người đó, cái tội của mình sẽ nhẹ hơn. 再来就是杀畜生。这动物啊，rồi kế tiếp đó là sẽ giết hại những động vật, những súc sanh vậy. 动物它因为它愚痴，它受的果报啊，就是啊被人杀被人吃。动物thì nó bị ngu si cho nên nó cũng có cái quả báo là phải bị người ta giết, bị người ta ăn hại, giết hại đấy. 它是在啊消它的业障。là những động vật đó cũng là đang dùng để, như vậy để mà tiêu cái nghiệp chướng của mình. 但是无论如何，我们现在学佛，我们做菩萨了呢，我们绝对连动物都不杀。và bây giờ chúng ta đã biết học Phật muốn làm Bồ Tát thì chúng ta tuyệt đối ngay cả động vật mình cũng không muốn giết nó. 所以你杀了这个蚊虫、蚂蚁，杀了动物，这个呢，如果你是故意的呢，这个罪就比较重。nếu mà bây giờ chúng ta giết những cái động vật nhỏ nhoi như kiếm như vậy mà nếu ta cố ý mà giết nó thì như vậy cái tội sẽ nặng hơn. 这故意就是说呢，你为了要吃它的肉，你为了要好玩，残酷的杀害它。cố ý đây là tức là nói rằng mình có cái ý định là muốn ăn thịt nó hoặc là vì những cái sự vui đùa của mình mà cố tình để hại nó như vậy. 或者是你欺负它，你看了这个动物就觉得讨厌。无缘无故的就把它杀死了，或者tự nhiên khi không mà mình lại ghét bỏ những con đó và mình cố tình muốn giết nó vậy. 这个故意的呢，因为你伤了你的慈悲心，你杀害动物会养成你的残忍的心。là vì nếu mà chúng ta lỡ giết hại những con vật như vậy thì chúng ta đã không còn một cái tâm từ bi, chúng ta đã tàn sát có cái tâm gọi là tàn sát ác hại vậy. 同时你跟他结了恶缘。会冤冤相报。rồi chúng ta đã tạo cái ác duyên với nó thì rồi đây sẽ là oan oan tương báo. 好像动物啊，它你被它
你把它杀了以后呢，它执着，它再去做一只动物，又会回来。và cái động vật bị chúng ta giết đó có khi nó bị chấp trước thì nó sẽ cố tình trở lại làm một cái động vật để kiếm mình. 好像你讨厌蚊子啊，我就要把蚊子杀光啊。它死了以后，它又做蚊子，它回来啊，继续要找你，它就叮你，它就是要吃你的血。thí dụ như là những con muỗi vậy, chúng ta ghét nó, chúng ta cố tình giết nó thì sau khi nó chết rồi nó sẽ tái sanh trở lại làm con muỗi nữa. 那么改来生来世啊，变成他做人呢，你做蚊子啊，他又来杀你。và có thể đời sau con muỗi nó sẽ trở thành là người, còn chúng ta sẽ trở thành muỗi và nó sẽ đi để giết mình vậy. 所以这样冤冤相报啊，没完没了。thì như vậy cái quán thù tương quan quán quan tương báo nó không thể nào mà ngừng nghỉ hết được. 另外一种是无心的杀，不是故意的。rồi cái loại thứ hai là cái gọi là vô tâm, không có cố ý mà sát hại. 就像这位同修啊，他是打扫啊，他是走路啊，不小心啊把那个蜥蜴啊给弄死了。nên cũng như cái thí dụ mà mới vừa kể qua đó là người đó quét dọn hoặc là lỡ đạp.làm cho chết cái con rắn ngói đó. Nó không phải là cố ý đâu. Nó thật sự không phải là cố ý mà. Chúng ta khai quan 窗户, chúng ta khai xe, 很不小心呢就会压到这些蛙牛啊，会压到这些虫蚁，那是不是故意的？Cũng như có khi chúng ta làm một cái gì đó hoặc là lái xe lỡ cán chết những con vật nhỏ nhỏ ấy đó, mà không phải là mình cố ý muốn giết nó vậy.那么无论呢是故意或是无心的呢，杀害这些比较没有情势、没有那么强，那个就是我们讲的，他等次啊，他修行的等次啊，没有那么高的灵性，没有那么高的呢，都可以啊忏悔。thì cho dù là vô tình hay cố ý, nhưng miễn mà cái động vật bị chúng ta giết đó, cái linh tánh của nó, tức là cái sự tu học của nó cao thấp.thì như vậy là có thể tội nặng ở nhà. 所以要经常修忏悔法。我们在这个世间呢，经常就是会伤害这些众生，无意有意的都会伤害。cho nên chúng ta phải luôn sám hối, là vì có khi mình sơ ý hoặc cố ý đi nữa lỡ giết hại thì bây giờ mình phải sám hối. 乃至于我们生活的环境，我们要打扫，我们要盖房子，也都会伤害到有情众生。nhưng mà chẳng hạn như trường hợp mình phải quét dọn, mình muốn xây cất nhà cửa thì mình đã lỡ phải, có khi mình một không muốn nhưng cũng đã sát hại những chúng sanh đó. 说实在，现在的农业为了提高产量，为了让这个农作物好看呐，也都用了大量的农药，所以我们吃这些食物啊，其实在这当中都有经过杀生的。thì chẳng hạn như bây giờ nông nghiệp ngày nay phát triển rất mạnh, họ đã dùng rất nhiều những cái thuốc trừ sâu ruồi này kia, thì sâu bọ thì chúng ta ăn vào những thứ đó thì cũng đã phạm một cái tội. 所以呢，我们回向就是下济三途苦，我们要把这个功德回向给这三途恶道的众生。那这câu trong cái câu kệ mà hạ tế tam đồ khổ là chúng ta muốn hồi hướng cái cầu sám hối cho những chúng sanh tam đồ đó.那么我们自己好好修行，先到阿弥陀佛的极乐世界，将来跟阿弥陀佛一样的广度一切啊，冤非软动之类的，都成佛道。và rồi chúng ta tu học được tốt, bản thân về tây phương tịnh độ thì chúng ta sẽ trả lại giúp độ cho hết tất cả những sâu bò, những con sâu bò bay như vậy để động vật đó để giúp cho nó. 所以，除非我们生活在像极乐世界没有三恶道，我们就不会有杀生。chỉ có về được tây phương cực lại thì không có dính mắc vào vấn đề sát hại như trong tam đồ lục đạo đây. 我们生在这个六道当中啊，有三恶道啊，不但我们会杀生啊，我有一天我们还会堕落恶道，被杀。và còn trong lục đạo đây thì cái tam ác đạo đó không những chúng ta có thể giết nó mà còn sau này có thể mình sẽ đọa lạc trở vào trong tam ác đạo. 所以修行人呢，早上都会念一首偈子。nên người tu hành buổi sáng thường hay niệm cái bài kệ như thế này: 从朝云淡直至暮，từ sáng tới tối， 从朝云淡直至暮。云淡，朝就是早上啊，云就是寅时啊。哦，子丑寅卯。tức là từ sáng tới tối mà ăn uống như vậy， 直到暮就是黄昏。Yeah.
一切众生呢自维护，一切众生呢有情众生你自己要回避，要保护自己。即系好等众生都好好嘅，即系对我们保护的我们。若于足下上其鞋，就是不小心呢，我踩到你呢，在我的脚下你就丧命了。若于足下上其鞋，要带脚下，他啊同即系老人，老老我依只门门个大依啦对。愿汝及时生净土，希望你啊马上借着阿弥陀佛的愿力到极乐世界去。要得到啊定道，即系老人求着恩收啊。你为低空极乐嘅，所以无心的杀生啊，还情有可原。但是啊，那是毕竟是一个啊结恶缘。为替嘅嗰顿嘅咁嗰位嘛杀生咗，你将他揽住咁嘅根木嘅厄冤咯。能避免就避免，你不睇真道就能真嘅。不能避免呢，一定要认真修行啊，经常啦回向给这些冤非软动之类。còn không thì chúng ta phải nhận chân phải tu hành cho tốt để mà hồi hướng nguyện cho những cái chúng sanh đó. Còn ta sẽ hồi này. Sư, sở dĩ ta sang là liền chứ. Lại hô, ta có cái ý muốn, chứ là sao, vì sao ta yêu phá thích lại của tôi chá, yêu tổ ra cái cái phủ thẳng, phủ thái xe miền mà xử trị. Nó mà chơi yên, cưng gia cho ai của siêu xuế,就是他是不是来报仇还是怎么样，这个不要想的太多。说实在的，我们跟六道众生呢、啊、都是生活在同个空间里面。对，不要想的太多，因为我们跟六道众生都生中这么个环境紧张。因为你认为这房子啊，这生活的空间财产是我的，那么他动物他也活动在这个空间里面了。Là vì phải biết được rằng chúng ta luôn cho rằng cái nhà cửa, cái phòng đó là của tôi, nhưng mà những cái động vật đó thì nó cũng tự nghĩ rằng nó có một khoảng cách không gian của chính hắn. Nó mà xào côn trùng mà đều rất đáng sợ, nó đều là ở trong phòng, ở trong nơi ẩn mật, rất dễ bị phát giác. Đó là bản tính của nó, nó là như vậy.Và những con cọp nhện nhỏ nhôi thì nó rất là chết nhát, rất là sợ chết, nên nó luôn trốn ở những chỗ mà nó kín đáo một chút, là vì cái tạp khí của nó là như vậy. 特别是住在这个乡下山上的啊，就很多昆虫啊，很不小心呢、啊，开窗户都会伤到它们。Cho nên ngay cả ở dưới thôn quê, là ở trên núi đó, lỡ sơ ý mở cái cửa sổ là cũng đã giết hại nhiều con rồi.那你不要因为因此呢，什么都不敢做，动都不敢动了，那就太矮板了。Và đừng có nên nghĩ rằng mình lỡ giết nó rồi cái gì cũng không dám làm, không dám động tới nữa, thì như vậy là mình quá cứng nhắc vào trong cái phòng đó. 唯一的方法就是说，你应该做纱窗、纱门，啊，把它做的密实一点，不要有缝隙让它进来。Thì cái điều hay nhất là chúng ta phải làm sao giữ cho những cái cửa sổ, cái không gian nó không còn nữa, chắc kín nó lại thì nó không có chỗ để ở. Mỗi khi 走路啊，开窗户啊，做任何事情呢，你要小心谨慎，看看有没有小昆虫，这才可以。Ngoài ra thì trước khi chúng ta đi bước chân hoặc là mở cửa sổ, hãy chú ý coi có những con gì ở đó không, là như vậy mình sẽ không, mình ít mà giết hại nó.只要你呢认真修学，把功德回向给他，希望往借此因缘呢往生善道，往生极乐世界，他会感激你的。Và ngược lại thì cũng như lúc nãy nói đó, anh phải tu học cho tốt và anh đem cái công đức đó hồi hướng cho nó, mong rằng nó sẽ vãng sanh về một cái thế giới an lạc hoặc là một cái thế giới tốt lành. Vì vậy, 你不是故意的要杀他，同时你要体谅他，他不是故意的要障碍你修行。Và như vậy thì mình biết được rằng mình không phải là cố ý thật sự muốn giết nó, nhưng ngược lại nó cũng không có cố tình tới đó để chướng ngại để cho mình giết vậy. Nếu mà bạn dùng cố ý cái tâm này, nó có thể cố ý để làm cho bạn phiền phức, đó là thật. Nếu mà ta thật sự dùng cái tâm cố ý mà sát hại nó thì nó cũng sẽ cố ý dùng cái tâm mà trở lại để trả thù. Ví dụ như có một người ta thấy ghét lão sủ, cái lão sủ á, thiên nhiên cho á, để rào loạn nó.Cũng như nói ví dụ là có một người đó rất là ghét những con chuột mà tìm cách giết, nhưng mà rốt cuộc lại thì những con chuột đó luôn tìm tới cái ông đó.
所以他虽然房子里面没有吃的东西啊，他老鼠就故意东西给你乱咬。cũng như là ở trong nhà cũng không còn những cái gì đồ ăn rơi rớt mà những con chuột cũng tới cố tình cắn phá những cái đồ vật trong nhà. 因为这个人看到老鼠就讨厌嘛，就要打它，就要害它，就要毒害它。là vì cái ông này khi thấy những con chuột đó là sinh lên cái tâm rất là nóng giận ghét bỏ nên tìm cách đánh đuổi nó cho nên nó trở lại để trả thù như vậy. 所以这老鼠也是有它就有聪明的，它你用恶心对它呢？他也恶心来对待你，cho nên con chuột đó nó cũng hơi có chút thông minh khi anh dùng cái tâm ác để đối lại với nó cũng ngược lại sử dụng cái tâm ác để trả thù anh về. 就是说你让我身心不安啊，我也让你住得不安稳，就冤冤相报。Nói rằng anh đã tìm cách để làm cho tôi không được tốt thì tôi cũng sẽ tìm cách để làm cho thân tâm của anh không còn an lạc. 所以在这种情况下就提升我们的境界，你一切用慈悲心。去对待呢，就会相安无事。那tới chỗ này thì chúng ta phải nâng cao cái cảnh giới của chính mình, phải sanh một cái tâm cỡ từ bi để mà giúp cho nó. 所以像我们这个洒祭呢，念大悲咒啊，就请观世音菩萨来调解，不是说赶他们走，你赶他们走，你没有慈悲心。cũng như cái vấn đề mà chúng ta sái tịnh tức là thỉnh Đức Quán Thế Âm tới đây để mà hộ trì cho họ, thật sự không phải là mình muốn đuổi những cái đó đi là tại vì làm như vậy là không có tâm từ bi nữa. 你念大悲咒就是要学观世音菩萨的大慈大悲，用大慈悲心来念咒才有效。Chúng ta niệm tại chú đại bi là muốn đem cái tâm từ bi nó khởi to lớn lên, thì nếu không thì cái chú đó chúng ta đọc không còn cái linh nghiệm nữa. 现在我们要把这棵树砍掉啦，不得已嘛。我们现在要把这个地方呢，要盖一个房子啊，我们要动土的，所以我们念大悲咒洒祭。cho nên ví dụ như là có một cái cây to lớn mà nơi đó chúng ta muốn cất thêm phòng hay là gì đó thì trước khi mà chúng ta muốn chặt cái cây đó xuống tốt nhất là chúng ta phải sái tịnh tức là niệm đại bi chú như vậy. 告诉这些冤飞软动这些鬼神啊树神，请他们搬家，早一点搬家。Nói tất cả những cái động vật như những con chim chóc ở trên đó phải dọn nhà, cũng như nói với chư vị quỷ thần ở trong cái gọi là thần cây đó đi chỗ khác dọn nhà đi vì mình sẽ chặt bỏ cây đó rồi. 那么我们不要伤害到它，那么观世音菩萨呢，大慈大悲呢，也会帮忙来调解来安置它们。Tại vì mình cũng không muốn giết hại những cái động vật đó thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ từ bi tìm cách sắp xếp để mà đưa những cái con đó đi nơi khác. 那么他把这个地方啊让出来给你做道场，给你做一个修行人的修行地方，你把功德回向给他呢，他也算是护持你，他也有大功德。Và nếu mà nói chúng ta làm được như vậy là muốn chỗ đó để sanh là một cái đạo tràng hoặc là xây một cái chùa chiền như vậy thì mong rằng họ sẽ biết được, họ sẽ vô cùng và rồi họ sẽ tới họ làm hộ pháp cho mình mà. 所以绝对不能够认为啊，我人我就高人一等啊，我这个众生啊，畜生道我任意的就可以杀害他。Cho nên đừng nghĩ rằng mình làm người thì mình có cái quyền tức là cao quý hơn những cái động vật đó mà cố ý để giết hại nó. 所以有一句话说，我们都是地球的公民啊，包括这个动物啊，它也是有权利啊生存在这个地球上。Cho nên nói rằng cái quả địa cầu này là bao gồm những cái công dân, bao gồm cả người, những động vật như vậy thì họ cũng có quyền như mình vậy. 不能认为人只有人类有住在这个地球的权利，那么把这个动物、把这些昆虫都赶尽杀绝，这个是不对的思想。Đừng có nghĩ rằng cái trái đất này là thuộc về của con người và tìm cách giết hại hết tất cả những động vật khác như vậy là sai rồi. 所以像我们明天要放生啊，就是尊重生命，爱护生命。Cho nên ngày mai chúng ta có hành một cái lễ phóng sanh tức là chúng ta đã tôn trọng và thương yêu những cái động vật đó. 因为我们和一切众生呢、啊、是一个自信，一个生命共同体。Và phải biết được rằng người và những động vật đó là có một cái tự tánh thân thể cộng đồng giống nhau. 因为杀生的最严重的问题是你伤害了自己的慈悲心。
thì cái vấn đề sát sanh và cái quan trọng, cái nặng nề nhất trong đó là mình đã hủy hoại đi cái tâm từ bi, từ tánh từ bi của mình. 慈悲心为什么那么重要呢? 慈悲心就是通达了你的自信，你的佛性。 Từ bi tâm tại sao lại quan trọng như vậy? Thì đó là một con đường thông đạt để chúng ta đi tới được cái tự tánh của mình. 你的自信能够变现一切万法，一切万法就是你自己本身。 Và cái tự tánh đó nó sẽ biến hiện ra tất cả các vạn pháp trên thế giới và tất cả vạn pháp trên thế giới chính là cái tự tánh của mình. 没有慈悲心的人，他分自分他啊，这是我自己，那外面的呢，不是我。 Những người mà không có cái tâm từ bi thì tự nhiên mình sẽ thấy được có là có tôi, có người, chúng ta đã phân biệt ra như vậy. Và cái tâm lượng của người không có tâm từ bi thì càng lúc họ sẽ càng nhỏ nhoi, càng lúc cái tâm họ càng tàn nhẫn hơn nữa. Vậy cái nghĩ tưởng, cái tư tưởng như vậy đã đi ngược lại cái tự tánh của chính mình. Rồi ta không thể thành 不能成就，不能开悟。 Vì thế họ sẽ không có thể nào có cơ hội thành tựu cũng như có thể có khai ngộ được. 所以楞严经里面四种清净明慧说呢，如果一个人呢已经得禅定了，好像得智慧了，但还造这个杀道淫妄的话呢，他堕入啊罗刹。 Nói rằng trong kinh Lăng Nghiêm, những người mà có được cái thiền định rồi mà bây giờ làm những cái sát nghiệp như vậy thì họ sẽ bị đỏ vào trong cái gọi là hàng la sát. 所以一个没有慈悲心的人，纵然精进修行呢，最后修成了魔道，最后修成了罗刹。 Thì những người mà không có tâm từ bi đó thì tu học xong rồi rốt cuộc rồi họ sẽ trở thành là những cái la sát, những cái ma quỷ vậy. 所以这是我们要了解的严重的后果。 Đây là cái chuyện mình phải hiểu rõ rất là nghiêm trọng. Nam mô A Di Đà Phật, bạch thầy, bây giờ con tu khóa mỗi ngày và niệm Phật tinh tấn đến cuối đời mê muội không niệm Phật được như vậy. Bây giờ khi còn minh mẫn còn phải làm thêm như thế nào? Tôi muốn chỉ sư so, tôi hiện tại tôi có công khơ để thêm tinh khơ lại niệm phụ. 很精进，那么到最后一分钟，突然间已经昏迷了，不可以念佛。这样，当我还好像现在一样，还很明白、很了解的话，还需要做什么来补救？他是说临命中的时候，是到临命中就不很迷惘，不可以念佛了。那现在他应该要怎么做？所以这个问题也很好啊，这个问题也很普遍。 Vâng, thì cái câu hỏi này rất là hay tốt và cái vấn đề này cũng rất là phổ biến. 我的看法是这样，就是说你还没有昏迷以前呢，是你的事情。 Cái nhìn của tôi là như thế này, trước khi em mà bị hôn mê đó thì cái chuyện đó là của anh. 那你昏迷以后，你什么都没有办法，那是阿弥陀佛的事情呢。 Thì sau khi mà chúng ta đã hôn mê rồi thì không có còn cách nào hết, thì chỉ còn nhờ vào Đức Phật A Di Đà, cái vấn đề đó là của ngài. 所以不论你是生病，或是自然的死亡，或是意外车祸，你神识还清楚以前，你那个念头是不是能念得起阿弥陀佛？ Đây nói rõ là cho dù là anh sắp chết, anh bệnh đó, thì khi mà trong cái giai đoạn đó anh vẫn còn cái tinh thần, cái nghĩ suy đó, thì trong niệm đầu của anh, ngay lúc đó là anh có niệm được câu A Di Đà Phật không? 也就是你头脑还清醒，你还能念佛的时候，你要能念佛啊，你要能想求生极乐世界，这是你的本分，你应该要做到。Thì ngay trong cái giây phút mà chúng ta vẫn còn tỉnh táo đó mà chúng ta vẫn còn biết niệm Phật, biết rằng mình phải còn niệm Phật thì như vậy là chúng ta đã hay tốt, tức là tiến bộ được rồi. 至于你昏过去以后，阿弥陀佛就把你接走了嘛。 阿弥陀佛就 take over 就负责这个事情了。còn nếu mà lỡ mà chúng ta hôn mê rồi thì chúng ta không còn cách nào hết, và chỉ còn có nhờ Đức Phật A Di Đà tới để mà che chở cho chúng ta. 所以你对阿弥陀佛要有信心呢。vì thế anh đối với Đức Phật A Di Đà nhất định phải có một lòng tin vững chắc. 弥陀的愿力、神通、道力，我们无法想象的。cái nguyện lực, cái thần thông, cái định lực của ngài chúng ta không thể nào nghĩ bàn được.
所以你自己把自己的本分功课做好，不要担心那么多。 Cho nên cứ giữ cho tốt được cái công khóa hàng ngày của mình, làm những cái bổn phận của mình đi, còn ngoài chuyện khác đừng lo nữa. 靠我们的凡夫啊，怎么样安排啊，那都很有限。 Là vì cái khả năng, cái công sức mà chúng ta cố ý sắp đặt công việc an bài như vậy cũng rất là khó. 你信心愿力具足，好好的念这一句佛号，念到能够服烦恼，其他的交给阿弥陀佛。 Tính tâm nguyện lực đã đầy đủ thì chúng ta niệm cái câu Phật hiệu để cho tốt, có thể phục trụ, tức là có thể đè xuống được cái phiền não, thì cứ an tâm mà niệm vậy. 如果你昏过去了，睡过去了，还能够自己有把握控制自己的话，那叫自立，那已经是相当上乘的功夫了。 Và ngược lại, nếu mà khi anh bị hôn mê hoặc là nói là trong khi anh lúc ngủ đó, anh vẫn còn biết tới cái câu Đức Phật A Di Đà nói vậy, anh đã tiến bộ và anh đã khá hơn những cái người mà không biết về. À, 你有这个功夫，当然你可以不必靠阿弥陀佛啊，那你念佛干什么呢？你求生净土干什么呢？就靠你自己就可以了。Và rồi cái công phu đó mà được như vậy gọi là tự lợi, tức là tự lực mình làm được như vậy, thì nếu mà thật sự mình có thể làm được như vậy thì mình không còn cần tới Đức Phật A Di Đà nữa. 所以我们念佛人，就是在头脑清醒的时候，我还能够念佛的时候，佛号提得起来，一念十念阿弥陀佛了，都保证了你能够待业往生。 Vậy thì trong khi chúng ta còn tỉnh táo, chúng ta còn biết khởi lên cái câu niệm Phật, có thể niệm được câu Phật hiệu tốt như vậy, từ một niệm tới mười niệm, thì Đức A Di Đà Phật nhất định sẽ tới để mà tiếp đón chúng ta. 所以不要担心昏过去不省人事以后，那个是阿弥陀佛的责任，阿弥陀佛的事情。 Cho nên đừng đặt nặng vấn đề lỡ tôi hôn mê rồi thì sao, thì đó là chuyện của Đức Phật A Di Đà, ngài sẽ tới gia hộ cho anh vậy. 你尽管在还没有昏过去以前 还知道要求生净土，还知道念阿弥陀佛，就对了。 Chỉ cần có cái giờ phút chót trước khi anh bị hôn mê đó mà anh còn biết được sẽ cầu Đức Phật A Di Đà, niệm Phật cũng như cầu ngài tới cứu giảng cho anh, thì như vậy là quá tốt rồi. Vâng, thầy cô. Cho nên, tôi lại tham gia pháp sư, có tin tao đi lên cái Vũ Lăng Sô Lũ Lại Chân Duyệt. 就是那个甘露咒，观世音菩萨常诵的，请求你指导我要念这个无量寿如来真言，可以用在哪一个？没有，应该是没有，我每天念两个咒，没有，应该没有，是五供的时候吗？ 甘露水真言。那么他的意思就是想问说，可以在什么场合可以用？我们五供的时候念这个辨识真言、甘露水真言、苦供养真言，只有这三种真言。那我们念这个真言呢，就是说我也经常讲的，有同学会问了，说我们念佛人不是一句佛号吗？ 我们不念其他的咒语啊，不念其他的经吗？他有这样的问。 Thì Pháp Sư nói rằng có khi mà chúng ta cúng gọ đó, đọc những cái bài chú như vậy, thì có người đã hỏi rằng tôi ngày thường niệm Phật mà bây giờ còn phải niệm thêm những cái chú đó không? Có cần không? 我们念阿弥陀佛自力，这我最需要，这是我主修的，我就一句阿弥陀佛，一部无量寿经净土就可以了。 Thì nói rằng khi mà chúng ta niệm câu Phật hiệu đó gọi là tự lực, tức là chỉ một câu A Di Đà Phật đó là đủ rồi. 如果我们要利益众生，利他，众生的需要不一样，那我们就要根据他的需要呢，来做一些调整。 Còn như mà chúng sanh cần chúng ta làm những việc gì đó thì chúng ta phải tùy theo cái duyên của họ cần đó mà phải đọc thêm những cái bài khác, chẳng hạn như là những bài chú vậy. 我们供佛， 我们同时也供牌位，也普供养外面的一切众生。 Chúng ta cúng Phật không những chỉ cúng Phật thôi, mà còn phải cúng cho những chư vị hương linh bài vị đó, và cúng cho tất cả chúng sanh vậy. 其实佛菩萨呢，他不需要这些饮食的供养啊，他最主要要我们呢如说修行。
cung dưỡng, là chân cung dưỡng. Thứ thật thì Phật Bồ Tát không cần những sự cung dưỡng của chúng ta nữa, mà Ngài muốn chúng ta làm để gọi là có một cái chân thật là muốn cung dưỡng như vậy. Chú Phổ Rú Lai, 比方说阿弥陀佛, 他在极乐世界, 什么都有, 他要 我们这些吃的用的吗? 不需要。 Chư Phật Bồ Tát Như Lai đã ở trong cái cảnh giới an lạc của Tây Phương Cực Lạc thì đâu cần những thứ này nữa, thật sự là chỉ là muốn khuyến khích mình thôi. 我们是以我们有的这些物质最好的来供养我们的师长，表达我们的敬意、感恩之心。 Còn chúng ta thì chỉ là dùng những cái bài chú đó cung dưỡng để tỏ ra một cái lòng tôn trọng sư trưởng. 所以烧香啊、供花、供果啊，这些呢，都是表达我们的敬意。 Cũng như chúng ta thắp cây nhang, đốt cây đèn hoặc là cắm những đóa hoa tươi đẹp đó là chúng ta chỉ biểu tượng là có một cái hình thức là muốn cung dưỡng cho chư vị. 所以戒定真香啊，你真正修戒定慧。 真正依教奉行的真供养诸佛如来，真有功德。 Thì gọi là cúng dường chư Phật thật sự mà có được cái tâm đó là chúng ta chắc chắn。你真正依教奉行，修戒定慧。 Vâng, tức là y giáo phụng hành và tu những cái tịnh huệ như vậy là đã tốt rồi. 所以我们 供养这些的时候呢，佛菩萨呢，他会转供养，他不需要，但是众生需要，特别是恶鬼道的众生。所以呢， khi mà chúng ta làm những cái hình thức cúng dường đó, thì chư Phật Bồ Tát đã chuyển những cái đó cho cúng dường lại cho những hoặc là địa ngục ngạ quỷ chúng sanh, là vì họ cần những thứ đó. 所以在我们牌位写在那边呢，最主要也是针对鬼道。 Và tất cả những bài vị mà chúng ta viết cho những người viết cho những cái vong linh đó đều là thuộc về những hàng trong quỷ đạo. Xuất sinh đạo nó không nhất định năng lại. Xuất sinh đạo thì có thể không thể tới được rồi. Địa ngục đạo cũng không xuất được lại. Và địa ngục mà những cái người bị nhốt trong đó là nhất định không thể ra được. Nó chính là chỉ đối với quỷ đạo, quỷ đạo là ác, đói, đói khát. Thì như vậy là chỉ là đối với những người là ngạ quỷ, tức là những cái quỷ đói là họ cần mình phải giết bài vị và cúng dường cho nó rồi. 那你要叫他念佛啊，你要请他来听经啊，先让他吃饱，先让他有东西可以喝，止个渴，他心安下来。 Và nói rằng chúng ta phải trước là phải cho họ ăn uống cho no đủ rồi mới mời họ thỉnh để tiếp tục mà nghe kinh niệm Phật. 那么这些鬼啊，讲是鬼。 像我们那些护法神，他学佛以后呢，他来这个道场以后呢，他就转变为护法神。 Và như vậy những nhóm ma quỷ đó sau khi đã nghe kinh nghe pháp và đã giác ngộ được rồi, họ sẽ trở thành những vị thần hộ pháp cho chúng ta. 因为他业力的关系啊，他的喉咙很小，像针孔一样，非常的小。 Và những cái ngạ quỷ, những con quỷ đói đó vì cái nghiệp lực của họ nên cái cần cổ, cái cuống họng của họ nhỏ như cái kim mà. 我们看到是很干净的水啊，很好的食物啊，它业力的关系啊，它享受不到。 Thì cũng như chúng ta thấy những cái thức ăn ngon sạch, nước uống ngon sạch đó là vì nghiệp lực, nên những con ngạ quỷ đó khi thấy được họ không có thể hưởng thụ được. 像目犍连的尊者的母亲啊，她变成一个恶鬼。那目犍连尊者用他的神通力把食物啊，他有神通第一的拿到他母亲的面前。 他一接近口的时候，就发出那个焰口啊，就是饥饿像火一样，把那个食物就烧掉，业力很可怕。 Thì cũng như câu chuyện nói về thân mẫu của một Kiền Liên Bồ Tát là cái nghiệp lực của bà quá nặng, cho nên khi một Kiền Liên dùng cái thần thông của mình để biến qua những thực vật để cho mẹ mình ăn, thì khi vươn lên thì nó biến thành ra là cái nghiệp lực nó sanh ra là những cái lửa nó đốt cháy lên không thể dùng được nữa. 所以我们借用啊佛菩萨教给我们的这个辨识真言、甘露水真言、普供养真言来破解这些众生的业力。 Rồi một Kiền Liên mới về bạch với Phật, và rồi Phật đã dạy đọc những bài chú để hỗ trợ để mà có thể chú Canh Lồ, chú phổ độ về để giúp cho thân mẫu của Ngài có được một cái sự hưởng thụ.
大家一起啊，至诚的人来念诵这些咒语，跟佛菩萨相应，让这些众生能够吃得到这些食物，享受得到这些甘露，能够普遍得到供养。Thì cũng như chúng ta phải đồng tâm hợp sức lại để đọc những bài chú đó để cho những con ngạ quỷ đó họ có thể hưởng thụ, cũng như vậy là chúng ta nó phổ cúng dường. 好像有些人呢身体不好，有些人身心不安呢，那我们就持这个大悲咒啊，观世音菩萨的大悲咒。Còn Quán Thế Âm Bồ Tát cái bài chú lại đi đó thì có những người bệnh hoặc là những người không yên ổn thì sẽ nhờ cái bài chú đó. 你只要以这个大慈悲心啊，持这个观世音菩萨圣号，持大悲咒，用这个大悲水啊，给这个需要的人饮用呢，它可以啊改变他，帮助他离苦得乐。用cái bài chú đại bi của Đức Quán Thế Âm mà chúng ta có thể giúp đỡ che chở cho những người mà cần có như vậy. 这都是属于利他的例子。Thì đây là thuộc về những trường hợp thí dụ của lợi tha và lợi cho người khác. 所以我们专修一句阿弥陀佛就好了。但有些情况下呢，为了帮助利益众生呢，我们也念其他的咒，我们也念其他的经，地藏经啊，普门品啊，回向给众生，他们需要啊，我们就他欢喜的，我们给他。Cho nên chỉ cần là chúng ta chỉ niệm một câu Phật hiệu là quá tốt rồi, còn những chuyện khác cũng giúp đỡ cho họ.Thì phải làm cho được quan hỷ thì họ cũng sẽ quan hỷ rồi. 所以这些咒语都是在我们初食啊，我们把我们的食物要供养普供养一切众生的时候能用的。Cho nên những bài chú mà lúc nãy hỏi thầy hỏi đó thì cũng chúng ta chỉ đem đó mà tụng vào trong thực vật để mở rộng nó ra để cung dưỡng cho những con ngạ quỷ thôi. 那么比较复杂一点呢，就是放焰口啊，那是密教的，就放焰口。就专门布施给这个咽口鬼啊，晚上呢布施食物啊给鬼道。Vậy thì có cái những cái bài gọi là cúng về mở về cái bài dịện khẩu, tức là cúng ban đêm là mở ra để cúng cho hết thảy tất cả các quỷ đạo chúng sanh. 或者是呢道场呢晚课有时候做这个小蒙山。Cũng như là có những cái đạo tràng ban đêm họ phải khai mở một cái bài gọi là tiểu mông sơn thí thực đó.蒙山就是施食啊，就布施食物给这个鬼道众生。Là để mà đi bố thí những cái thức ăn cho tất cả quỷ đạo chúng sanh vậy. 那做的扩大一点叫做放大蒙山。Rồi mở rộng ra nữa họ sẽ có những cái gọi là đại mông sơn thí thực những cái đại lễ như vậy. 我们相信呢净土，我们相信阿弥陀佛啊，所以我们呢用这个阿弥陀佛来供养他呢，其实是。最就近、最真实的利益。Cầu mình thì cái điều kiện cứu cánh tốt nhất, chúng ta đã tin tưởng Đức Phật A Di Đà thì dùng cái câu Phật hiệu đó để cúng dường cho hết tất cả những loài ngạ quỷ đó vậy. 因为你给他吃的，你给他喝的，你给他穿的，这一餐有了，下一餐在哪里呢？Là vì cho dù chúng ta có cúng thức ăn, thức uống, ăn mặc, nhưng mà sau bữa ăn đó rồi thì ngày hôm sau họ sẽ như thế nào?你这一生帮助他安安稳稳的，来生来世呢，你照顾得到他吗？就如chúng ta có thể giúp đỡ được họ rất tốt trong đời này, rồi còn những cái đời sau, đời sau, đời sau nữa thì làm sao? 所以这个不相信净土的人呢，佛就讲这个人天教法，让他这个人天当中啊，稍稍得安稳安乐。Cho nên đối với người mà không tin tưởng vào Phật pháp thì Đức Phật đã dạy cho họ.Có được cái gọi là sau này sẽ được cái phước báo nhân thiên mà họ chỉ có thể sống một cách an lạc. 净土法门一句阿弥陀佛万德洪名，真正让我们如贫得宝，像一个贫穷人得到了珍宝一样。Thì câu Phật hiệu Đức A Di Đà đó thì giúp cho chúng ta cũng như một người nghèo mà lấy được những cái phước báo. 现前的苦难啊，那是小的苦啊，那是消我们的业障。Thì tất cả những cái khổ hiện tại đây được không đáng kể vì nó sẽ giúp cho mình tiêu cái nghiệp chướng. Chân chân là bù sư, sinh tử luân hồi bất thiện, đó là chân chân là cái khổ mỹ diệu đó. Mà cái khổ nhất đây, tức là nói về cái khổ của luân hồi, cái khổ của sinh tử. 所以我们虽然布施众生这个食物，我们后面还接着把这个净土法门介绍给他，希望他能够念佛求生净土，这个最究竟。
Cho nên ngoài cái phần gọi là thí thực cho những chúng sanh đó, còn chúng ta phải niệm Phật và hồi hướng cho họ để họ có thể tin theo và tu Phật đạo. 所以若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国，这个罪就近圆满。 Cho nên mới có cái câu gọi là việc hữu kiến văn giả giai pháp bồ đề tâm tổng tự nhất báo thân đồng sanh cực lạc quốc, thì cái đây là một cái điều kiện cứu cánh hay nhất. Vâng, thấy câu hỏi. Chính chủ đề vấn đề xin hỏi. À, sẽ. Không chính chủ. Có nhiều cái vấn đề比较多一点时候看，他说到法院要送。那读诵那个地藏经一个礼拜来回向给那个亲人，但是呢一方面他又法愿念佛一个礼拜也是给亲人，那么请问那个功德这样有相同有等相等吗？还有就是发愿诵那个地藏经一个礼拜，然后他又发愿诵念佛一个礼拜，这个你要发愿做多少功德回向给某个人某件事情，你要不要翻译给他们听？对，thì pháp sư nói rằng nếu mà anh muốn phát cái nguyện muốn hồi hướng công đức như là tụng kinh địa tạng vậy. 随份随地很重要。phải tùy theo tùy phần tùy nơi tùy chỗ rất là quan trọng. 就是说你自己有能力做得到。Nói là anh có một khả năng có thể làm được không? Không phải quá khó khăn. Đừng có như là gieo cho những cái khó khăn quá nhiều cho anh vậy. Bạn tại Phật Bồ Tát trước mặt phát nguyện, rồi bạn làm không được, bạn thôi xin rồi, cái này phản ứng là có quá sức. Nếu mà chúng ta trước đứng trước vạn Phật mà chúng ta phát cái tâm, phát cái nguyện nói như thế này rồi chúng ta không làm được thì như vậy là có sự sai lầm. 你读几部啊，念多少佛号呢？不是计较你的数量，佛菩萨不计较你的数量。chúng ta đọc được bao nhiêu bộ kinh, bao nhiêu câu Phật hiệu, cái này chỉ là một con số lượng, nó không đáng kể. 而是你的真诚心跟勇猛心，这个最重要。và nhìn thấy phải có được mới gọi là chân thành và vô cùng dũng mãnh thì cái chuyện này mới rất là quan trọng. 每一个人时间体力都有限啊。là vì cái thời gian thể lực của mọi người đều có một cái sự hạn chế giới hạn. 你尽你的能力所及，以真诚心、至诚恳切的勇猛心去做的，就是圆满的功德。用cái tâm chân thành khẩn thiết của anh mà làm thì mới có được cái công đức viên mãn, là vì phải tùy theo cái khả năng anh có được. 用哪一部经、哪一个法门都好，你要专注，你要真诚心去做。Phải rất là chuyên chú và phải rất là thành tâm, vì bất cứ anh tụng một cái bộ kinh nào hay hoặc một câu Phật hiệu cũng vậy. 所以佛法是论你的心，不是论你事项上你哦做多少啊，数量多少，不是论这个。Cho nên Phật pháp đây điều quan trọng là luận về cái tâm của mình, chứ không phải là luận về những con số nhiều ít như vậy. 所以你用真诚心、至诚恳切的心、勇猛心、尽心尽力去做。通通平等都是圆满的功德。用cái tâm chân thành khẩn thiết mà tụng niệm như vậy, phát nguyện là làm được như vậy thì tất cả đều là đồng giống nhau hết. 如果你用应付的心呢，还请用花钱请人家来送啊，那很有限的。còn nếu như mà mình muốn cúng một số tiền tài vào trong chùa gì đó nhờ những người khác tới tụng niệm cho mình thì cái sự đó rất là giới hạn. Ta hay gọi như vậy chỉ có mình chỉ.那么这样，他有没有放那个妄语？什么？就是妄语。妄语。还有另一个问题就是。不是，就现在就是说你发愿，你有做到的，你有做到的就没有妄语。你发了愿，你没有做到，加上你答应的事情你没有去做，那当然就是妄语。nếu mà chúng ta phát nguyện mà chúng ta có thể làm được cái đó không phải là vọng ngữ. nếu anh phát nguyện mà anh không làm không tới thì cái đó là vọng ngữ.所以一开始啊，你发的愿不要发的太大，你根本做不到的。你发那么大愿干什么？做不到啊！到后来变成了妄语，就是过失。就算没有罪啊，你有过失。thì bởi vì lúc đầu khi chúng ta phát nguyện làm một cái gì nó nên phát nhỏ nhỏ thôi, đừng có phát cái đại nguyện quá lớn mà chúng ta làm không được. thì như vậy là vọng ngữ, là có một cái sự sai thất, không phải là một cái tội như mình đã làm sai rồi.
还有第二个问题，他说，当他们亲人的忌日，而且是和那个法会的时间呢，像服役这样同一日，那他想问，他不想到场来念那个服役，在家里就是饭菜一样供养给他们的主人。可以啊。问题，那么一的粉都还够好。 Kính mong Pháp Sư Hoan Hỷ từ bi chỉ dạy. Một, nếu mình phát nguyện tụng kinh Địa Tạng một tuần để cầu nguyện cho người thân, như lại một bên phát nguyện niệm Phật một tuần cho người thân, thì công đức có bằng nhau hay không? Và có mắc tội vọng ngữ hay đúng như là mình không có như lời hứa của mình không? Thì Pháp Sư trả lời là nếu anh phát cái nguyện quá lớn mà anh làm khả năng làm không được thì như vậy là có phạm cái tội vọng ngữ, nhưng cái đó không phải là tội nặng. Và là một cái sai lầm. Và nói rằng cho dù anh tụng bao nhiêu cái Địa Tạng hoặc là niệm câu Phật hiệu, nhưng mà cái tâm của anh không có, anh chỉ muốn tụng cho nhiều cho nó kia. Thành ra cái cần nhất là cái tâm của mình phải chân thành, khẩn thiết, muốn như vậy. Chứ không có gì. Còn chính nhân cái kỷ nhật à, đương nhiên, 一般来讲, 就是在家里面做七啊，每七天啊。 供他饭菜啊，做仪式啊，功德回向。我忘记那第二句。诶，nếu mà trong nhà dỗ kỵ của người thân là trùng hợp với ngày tu của pháp hội, mình không đến chùa để làm dự lễ cầu siêu cúng con cúng nước suốt ngày ở trong pháp hội tụng kinh niệm Phật lại Phật và hồi hướng cho người thân thì có mang tội bất khiết không? À, sao? Chư sư cũng tại gia đình bài chi chủ xe tạo cái pháp hội ra thì chỉ cho công tử, nó mà thế anh ta. 会不会犯他这种不孝之罪？不会，因为就是说，假如那一天刚好道场有法会，有立牌位在那里，那你就到道场坐就好了。那道场有更多人呢一起来念佛、做仪式，功德更大。这样想。Pháp Sư nói là ngày dỗ kỵ và ngày Phật nhất thiết kỵ cùng với nhau trong pháp hội thì nhiều người tới đông như vậy, chúng ta viết bài thì cúng thì thế. Hồi hướng cho cái vị tổ tiên của mình là càng tốt hơn. Thực ra,你在哪里做,都是一样,不要着相,最主要是你用心,你用心. Đây gọi là đừng có chấp tướng là phải làm ở nhà mà biết được là làm ở đâu cũng được. Nhưng cái phần, cái quan trọng là phải coi cái dụng tâm, cái ý của mình có thật không. 你考虑你在家里做方便还是在道场比较方便,这个功德都是一样的. Cái công đức thì giống nhau, nhưng mà anh phải nghĩ suy lại cái phần mà có nên ở nhà làm hay nên tới chùa để làm. Nếu có pháp hội à, có pháp sư đại lý à, có rất nhiều đồng tu à, giúp đỡ hồi hướng, tôi nghĩ đây có thể sẽ tốt hơn. Nếu mà pháp hội có pháp sư tới, có rất nhiều bạn đồng tu tới đây cùng nhau cộng đồng để mà tụng niệm Phật và hồi hướng, thì cá nhân tôi, pháp sư nghĩ rằng như vậy là hay hơn. 只要你有立牌位，或者是你呢心里面邀请这些家亲眷属亡灵呢到法会会场来呢，他都能够得到功德。 Anh có thể là tự mình lập những cái bài vị trong đầu tràng, hoặc là chỉ chính mình trong thân tâm mình chỉ hồi hướng cho những cái công đức đó cho người thân mình cũng là được rồi. Vâng, hết câu hỏi. Mô Phật, kính xin Pháp Sư Hoan Hỷ cho con có cái thắc mắc như sau. Theo nhân quả quyền lợi của luật pháp, con được hưởng tiền thuế của mọi người. Vậy thì khi hết cái thọ báo thân này rồi, con có chịu cái nghiệp của mọi người hay không? Thái Thị Y Sư Sô Phá Thiên Giai Vĩnh Lào Yêu Trẻ Sô Nó Cái Châu Phủ Tổ Chiêu Chuyện. 那么这样呢，是救济的金钱，是从人民交税来纳税来政府来供用的。那这样他往生的时候，他会不会要接受所有人的业障？这个是所谓的政府照顾人民的一种福利。 Vâng, thì đây là một cái phúc lợi của chính phủ để mà sắp đặt ra để phục vụ cho những người dân. 叫做社会救济嘛，就是说有能力的人，他多付出一些，帮助一些呢，需要帮助的人。
Đây là một sự gọi là trong xã hội gọi là cứu tế lẫn nhau, thì những người có khả năng sẽ đóng thuế và những người không có khả năng sẽ được giúp đỡ. 基本上你家里面人或是你年轻的时候你有纳税呀，所以呢并不欠国家的。 Căn bản mà nói thì khi mà anh còn trẻ thì anh có đi làm thì đi làm đã đóng thuế thì như vậy anh không có thiếu tiền của quốc gia đâu. 就是你年轻的时候，还有你家里面的年轻人，他有帮你储蓄，在国家这边。 你基金，你现在需要的，把它拿来用，这个扯平啊，没有欠国家。 và ngay cả những thân của mình trong gia đình đã sống chung với mình đó, như con cái đó họ đã đóng thuế cho mình, thì bây giờ mình có hưởng thụ cái số tiền đó thì cũng không hề gì cân bằng ra được. 但有些人呢，就他不好，他明明很有钱，他故意把自己的存款呢弄干干净净的，把自己弄得像平民一样的跟。 国家要这个救济金呢，那个就不好。 Nhưng ngược lại, nếu mà chúng ta thật là giàu có mà chúng ta lại giả mạo để đi hưởng những cái số tiền của chính phủ như vậy, thì như vậy là không đúng, không tốt. 需要我们学佛的同修啊，不要这样做啊。我们真正需要救济呢，我们领救济金。我们日子过得很好啊，不要去领，不要欠别人的。 Người học Phật chúng ta phải biết rõ điều đó. Nếu mà chúng ta thật cần tới thì phải nên đi. Hưởng cái phần đó, còn nếu mà chúng ta có khả năng được thì không nên hưởng những cái phần đó như vậy mới là đúng. Vì mọi người đều muốn là đều tìm cách chiếm cái quỹ phúc lợi của quỹ bảo hiểm này, đến sau này con cháu cũng phải trả nợ, họ phá sản rồi. Là vì nếu mà chúng ta làm sai bậy như vậy rồi thì có thể sau này tới những đứa con cái của mình phải chịu cái hậu quả là phải đi trả nợ. 那将来的人都没有福利基金可以领的，这样就不好。rồi chính phủ sau này sẽ không còn những cái số tiền để tích lũy để mà làm những cái phục vụ về y tế hoặc là xã hội nữa. Vâng. Vấn đề, OK, câu hỏi. Vãng sanh có chấp tay không? Con thấy có người chấp tay, có người không nên không hiểu cái nào đúng. 他有个问题，往生的时候，他看到有人合掌，有人没有，哪一个才对？到往生的时候，他看到有往生的人合掌而去，但是也看到有人没有合掌往生，那应该怎么做才对？这个古大德讲一句话，就生则决定生，去则时不去。时。 实实在在的时，vâng thì chư cổ đức có nói là sanh thì nhất định là sẽ sanh, nhưng mà chết thì có thể thật sự chết. 往生以后，他个人的发愿，他视线怎么样的相状呢？是他个人啊，他怎么样表演往生呢？他自己决定。 Trong cái giai đoạn giảng sanh đó thì phải coi cái người đó họ muốn biểu diễn cái hình thức bản sanh của họ như thế nào. 所以有些人表演的呢很庄严，有这样的。 Và có người bản sanh đã cho chúng ta thấy được là họ đã vô cùng cái hình tướng của họ vô cùng trang nghiêm. 有些呢视线并相，啊像这个菩萨他有婴儿形，有病形。 Vậy thì có những người chết thì hiện ra một cái bình tướng cũng như có vị Bồ Tát hiện ra những cái hình tướng như là những đứa bé rồi. 他就示现说我们在这个世间很苦，有病苦的。 Là để thể hiện cho chúng ta thấy được rằng cái thế gian này là khổ, bệnh khổ. 但怎么样病苦呢？都敌不过阿弥陀佛这句万德无明，照样能够往生。 Và cho dù chúng ta có cái bệnh khổ thể hiện như thế đó, nhưng một câu A Di Đà Phật có thể giúp đỡ chúng ta vẫn có thể đi vãng sanh được. 所以你不能从他的这个显象上去判定呢，他有没有往生。 Cho nên chúng ta không thể nào nhìn cái hiện tướng của họ là cho rằng là họ có vãng sanh hay không. 因为往生呢，不是这个身体去往生呢。我前面的话就是说呢，去不是我们这个身体去，肉体去极乐世界。 Thì tôi xin được nói rõ là thật sự chúng ta đi vãng sanh không phải là cái thân, cái thể xác người đi vãng sanh, mà là như câu nói của tôi hồi nãy đó, sanh. Ấy là, 你的神是, 你的神是脱离了这个肉体, 神是升到极乐世界.
thật sự là sanh nhưng mà do cái thần thức của mình sanh về Tây Phương Cực Lạc chứ không phải do cái thể xác của mình mà đi. Vì sinh thì quyết định sinh tử, 我们的神是决定可以生到极乐世界。Nói rằng sanh thì chúng ta nhất định sẽ được sanh và sanh về Tây Phương Cực Lạc là từ cái thần thức mà có. 而我们的臭皮囊啊，不要计较了，丢了就像旧衣服丢了就不要理它了。Cho nên cái túi da thối này nó cũng như là một cái áo rách thì hãy liền bỏ nó đi。你还要故意摆个好的 pose 才要走呢。Như quý vị anh có cần phải làm cái pose là đứng thành một cái dáng rồi sau đó mới đi không? À, 还要交代说我死了以后要放哪里呀、啊？要怎么样做佛事啊？我担心那么多啊，骨灰要放哪里等等。Dạ, vẫn do con cái là sau khi tôi chết tôi làm lễ như thế nào, phải thiêu hoặc là chôn hoặc là cái hài cốt của tôi phải thờ ở nơi nào thế nào thôi. 我们神是往生极乐世界以后。这个臭皮囊不重要。Sau khi chúng ta cái thần thức đã bản xong về được Tây Phương Cực Lạc thì cái túi da túi này không còn vấn đề nữa. 但是有些人他发愿，他要用这个呢来表演，我们讲表法，给人家看往生的瑞相是有的。Có một số người họ phát một cái nguyện gọi là biểu pháp, tức là họ muốn cho người khác thấy được rằng cái hình thức họ cầu vãng sanh được thành tựu là như vậy. 那就算是瑞相不很明显啊，只要他真正能往生极乐世界，也是很可喜可贺的。Cho dù biết được rằng cái thọ tướng và những cái tướng tốt của họ có thể không hiện ra được, nhưng biết chắc là họ đã vãng sanh về Tây Phương thì cái chuyện này cũng rất là đáng mừng. 所以我们去助念呢、啊，不要着相啊，也不要一直在追究啊，他有没有往生呢？Vậy thì chúng ta đi hộ niệm cho những người đó đừng có chấp mắc vào quá nghĩ rằng có được đi vãng sanh hay chưa. 除非我们证得阿罗汉呢，我们才能够啊真正判定这个人往生到哪里。Trừ ra anh đã chứng đắc được cái hàng A La Hán thì mới thể quán định biết được rằng là cái người đó thật sự vãng sanh hay không. 要不然呢，你就到极乐世界去找他了。将来你往生极乐世界，有看到他，他就有往生了。Vậy, 没看到他，就没往生了。Vậy thì tới phi năm mà về Tây Phương Cực Lạc anh gặp được người đó thì anh biết chắc rằng người đó đã được vãng sanh rồi. 所以啊，勉励我们自己，我们自己能不能往生，它才重要。问我们自己能不能往生呢、啊？我们往生到哪里去了？这个才重要。Cho nên cái điều quan trọng đây hãy tự hỏi lại mình là mình có thể đi vãng sanh được không? Thì cái đó mới là chuyện quan trọng. Nghĩ rằng mình đi được hay không, cái đó mới là tốt hơn.跟大家一起勉励啊！我们要经常的问自己：我能不能往生？我要往生到哪里去 ？Tôi muốn khích lệ cho quý vị hãy tự nghĩ lại mình coi tôi có thể đi được không? Tôi chắc chắn đi được vãng sanh không mới là quan trọng. 当我们看到人家往生呢有瑞相啊，就要赶快啊去了解他为什么有瑞相，他是怎么修行的，能够这样子殊胜。Khi chúng ta đi hộ niệm mà thấy những người mất đó có được những cái thọ tướng, những cái tướng tốt như vậy thì tự mình phải nghĩ rằng họ tu như thế nào mà hay giỏi được như vậy. 那么有些人呢，很可惜错过了，不能往生，甚至有些啊，那个往生的时候那个都很惨啊，很可怜啊。那为什么会这样呢？我们都要了解，要避免。Cũng như nói là có những người họ vãng sanh nhưng mà những cái hình thức, những cái khổ sở của họ trong giờ phút mà lâm chung đó thì mình phải tự nghĩ lại mình xem vì sao họ lại phạm vào những cái lỗi như vậy. 要检测自己啊，不要造恶业啊，临命终时不要有恶业的牵缠，不要冤亲家债主来障碍。Phải cẩn sắc và nhắc nhở mình làm sao để có tạo những cái ác nghiệp để rồi từ đó những cái quan tâm trai chủ nó theo mình hoài.那我们这样呢，去帮人家助念呢，就是帮自己助念了。Vậy thì khi mà chúng ta đi hộ niệm cho người khác, chính là chúng ta đang hộ niệm cho chính mình. 对自己啊有利益。Như vậy đối với mình mới thật sự có cái sự lợi ích vậy. 但无论如何啊，就算他这个人堕落了呢，他因为有助念啊，他种了善根，将来很容易到往生到善道去。Cho người, những người ác đã bị sắp sửa bị đọa lạc nhưng vào cái hộ niệm của mình họ sẽ gieo trồng được một chút thiện căn thì sau này họ cũng hưởng được cái quả báo đó. 这个人虽然念佛他不能够这一生往生极乐世界，但他往生善道，
保持人生。那么来生来世啊，他很容易继续修行的，他不会错过的。thì có những người họ đã biết về pháp môn niệm Phật và đang tu học như vậy thì có thể lần này họ không thể đi vãng sanh về Tây Phương nhưng họ có thể sẽ sanh vào trong những con đường thiền đạo rồi từ đó họ rất là mau lẹ và có thể tiếp tục tu học và sanh về cực lạc. Bằng, 所以帮助他呢，恶道转为善道，giúp cho, giúp cho họ chuyển từ ác đạo mà trở thành thiện đạo. 善道呢，能够呢提升到往生极乐世界。Rồi từ cái con đường thiện đạo đó giúp cho họ có thể khởi lên một bước nữa là đi về Tây Phương. 没有善根的种下了净土的善根。họ không có thiện căn thì nhờ gieo trồng cái nhân như vậy mà gieo trồng được cái gọi là sanh về cực lạc cái nhân. 善根福德不够的，这一生增强了，来生来世啊，他再修行就往生。cái thiện căn phước đức của họ không được mạnh lắm thì nhờ vào cái tu học lần này như vậy thì đời sau họ sẽ tiến bộ mạnh mẽ hơn. 我们念六分自己得啊，他才得一分而已，不吃亏的。cũng biết được rằng trong bảy phần công đức sáu phần là của mình họ chỉ có một cho nên chúng ta không có bị thiệt thòi gì hết. 只要保持住，继续努力，有一天个个都能到极乐世界成佛。phải nắm chắc được cái vấn đề như vậy, phải nỗ lực và tu học cho tốt thì một ngày nào đó cũng là sẽ được thành công. Kính thưa Pháp Sư, con xin hỏi là khi một người thường hay ăn thịt thì sẽ nhận lấy cái nhân quả là vào đời sau hay là hay đau bệnh hoài hoặc là sẽ nhận lấy cái nhân quả liền trong đời này sẽ đau bệnh. Thế câu thì Pháp Sư, ta hiện tại là không phải là sư sư, là rô, rô chư. Nếu mà ta sẽ sâu đau là nó có quả bao, hơi 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 sư chơi một sư, hay là hẳn đô sư thì không? Cái sư sư cái vấn đề à,初学来讲，不能够要求太严格。cái vấn đề ăn chay thì đối với những người sơ học tức là mới bắt đầu học tập cũng không thể nào mà đặt nặng vấn đề quá. 你先吃三净肉，trước là phải tập tu để mà ăn gọi là tam tịnh nhiều. 你不要买活的来杀，tức là không nên mua những cái động vật sống mang về giết rồi ăn. 不要自己养来杀。đừng có nên nuôi chẳng hạn như gà vậy nuôi rồi sau đó lấy thịt mà ăn. Miêu khan đào tháp bị sao và đừng có thấy là nó bị giết trước mặt mình thấy được. Họ chỉ định là yêu nhân đi sao là cái động vật để cho mình ăn. Hoặc là mình tới đó mình chỉ định nó giết con đó để làm cho tôi ăn là không được gọi là tam tịnh dục. 餐厅里面呢，那个超级市场里面，只要不会活蹦乱跳的，那个买那个肉来吃都可以的。Ở trong nhà hàng hoặc là ở chợ đó những con thú vật đã bị chết rồi thì chúng ta có thể tạm thời có thể ăn được. 你先好好念佛修行啊，这个慢慢有机会再慢慢改为吃常素都可以。điều quan trọng đây là cái câu Phật hiệu của mình hãy khởi lên và niệm được cho tốt. Còn vấn đề chúng ta ăn chay thì sau này có thể trừ chay thì từ từ mà làm. Còn rau lê à, 能少吃就少吃，能不吃就不吃，这个原则。Nhưng phải biết được rằng ăn thịt thì nếu mà có thể ăn ít lại là tốt, không ăn nữa lại càng tốt hơn. 你修行的境界一直提升，你念佛，你修禅定，你要得定的时候呢，你自然这些都能够放下。Nói rằng khi mà chúng ta tu hành đã có được một cái tốt, tức là một cái tiến bộ rồi thì ngay cả những người ngồi thiền định đó thì tự nhiên họ sẽ không còn muốn ăn thịt nữa. Vì vậy, những điều này không chỉ là nói rằng lai sinh lai si sẽ chặn ngại bạn, bạn hiện tại phải có một tâm không loạn, bạn hiện tại phải có thiền định, đều sẽ chặn ngại. Lão sư nói. Là vì không phải nói về những cái chuyện sau này mà ngay trong đời này anh muốn có được cái nhất tâm bất loạn và có được những cái thiền định thì cũng rất là sẽ có nhiều chướng ngại khi anh ăn thịt. Vì vậy, khi bạn tu hành cảnh giới một mực tăng lên, tâm càng ngày càng thanh tịnh, thì những cái khẩu vị này sẽ dễ dàng buông bỏ. Những cái khẩu vị này sẽ dễ dàng vậy thì khi mà chúng ta tu học được có một phần tiến bộ rồi thì tự nhiên những cái mùi vị ăn thịt đó anh sẽ còn không ưa thích nữa và sẽ buông xuống. Vậy thì bạn hiện tại cứ nghiêm túc niệm Phật, à, nghiêm túc nỗ lực tu hành, 把功德回向给这些众生, 先这样. Cho nên điều quan trọng là bây giờ trước nhất là phải niệm Phật cho tốt và đem những phần công đức đó hồi hướng cho những chúng sanh bị tai giết. Vì vì họ dùng họ cái xương máu để thành tựu đạo nghĩa, bạn phải cảm ơn họ.
là vì họ đã đem những cái thân xác đó để cống hiến cho mình ăn, cho nên chúng ta phải cảm cái ân của họ. 你要发愿，我成就佛道，一定能救度他们。 Mình phải phát cái nguyện là nếu tôi thành Phật rồi tôi sẽ trở lại để cứu độ những cái con động vật bị tôi giết đó. 他们跟你有缘，那么你借着这个因缘呢，将来度他们，这样的就谁也不欠谁的。 Như vậy thì chúng ta đã có cái duyên với họ, thì sau này chúng ta thành tựu được rồi, chúng ta độ họ, thì như vậy hai bên không còn có mắc nợ nha. 但你一定要成就像观世音菩萨、阿弥陀佛那样才行，才有能力。nhưng mà phải có cái tâm lượng như là Đức Phật A Di Đà hoặc Quán Thế Âm Bồ Tát này. A Di Đà Phật xong. Kính thưa Pháp Sư, nếu đã phạm vào tam quy ngũ giới, vậy có được tới nghiệp vãng sanh không? A Di Đà Phật. Vấn đề 假如你犯有三规五戒，这样还可以往生吗？刚才讲的这个戒律呀，有分可忏悔、不可忏悔。thì lúc nãy đã có nói là trong giới luật thì có hai thứ, một là có thể sám hối, một cái tội là không thể sám hối. 重戒那一定要避免，重戒是很麻烦，不通忏悔。 Những cái trọng tội gọi là cái phạm vào cái trọng tội giới đó thì rất là phiền phức, rất khó mà có thể mà sám hối được. 那么其他的轻罪呢，忏悔，你在佛前呢修忏悔法，可以恢复清净。 Còn những cái khinh tội tức là những cái tội nhẹ anh có thể trước Phật để mà sám hối và có thể xin giảm bớt được. 忏悔就是承认错误。 Sám hối tức là mình đã nhìn nhận mình làm sai. 同时呢，我下次不再犯。 Cùng lúc là tôi phải hứa là sau này tôi sẽ không còn tái phạm nữa, thì đó là chân thật sám hối. 不是忏悔了，回头了又继续造，那个不是真忏悔。 Vậy thì không phải là sám hối ở đây là ngày mai mình lại tiếp tục làm nữa, thì như vậy không phải là thật sự sám hối. 所以常修忏悔法，常存这个惭愧心，一心念佛，除烦恼，可以带业往生。 Thường tu cái pháp môn sám hối đó và ngày thường phải giữ cho được có cái tâm sám hối, rồi niệm Phật thì nhất định là có thể tới cái nghiệp để mà đi vãng sanh. Chư hồi chăng, chư cơ sư, vâng kính thưa Thầy, tôi nghĩ chữ này là con tôi bị đụng xe, hỏi Thầy có thể siêu không? Và tôi làm sao bỏ lại ba con, Thầy dạy con. Anh ta đi sư sư sô vô, bà sinh chơ vô, ta mấy sô miễn sư thá chứ gì mình đứng, hay sư thá có ở chứ. Ta ta quân nỉ chơ yang chơ vô, sử là có gì hoàng sinh mà. Hãy hiểu chơ chư, vô chơ vô chinh chú, ta sô, vô chấm mơ yang mà phang xe vô sáng cơ ở chứ. Sư hình, bị chào lo như thầy, bố chứ ta lo. Chứ sơn, chứ sơn chơ vô, chứ sơn chơ y ngoại, 如果你念佛功夫够的话呢，也照样可以往生。 Vâng, cho dù là nạn tai xe hơi thì đó cũng là một cái trường hợp gọi là ở bên ngoài, thì nếu mà thật sự niệm Phật thì cũng có thể vãng sanh mà. 但是呢，就是说我们呢，平常人就睡着睡着很安详的走往生都不容易啊，何况是生病意外。 Nhưng mà phải biết được rằng cho dù là ngay trong cái giai đoạn chúng ta ngủ nghỉ đó mà cũng chưa chắc là chúng ta có thể đi giảng sanh dễ dàng được, huống hồ chi là những cái tai nạn. 所以有这个病苦，有这个意外而往生啊，想求生极乐世界，这都是相当大的障碍。 Cho nên bệnh khổ hoặc là bị những cái nạn tai mà bị chết đi như vậy mà muốn cầu sanh về tịnh độ thì cái này rất có nhiều cái chướng ngại, nhiều to lớn. 唯有发勇猛心，啊，你发勇猛心，至诚恳切的念的阿弥陀佛名号，什么样的障碍都障碍不了。 Phải phát cái tâm dũng mãnh và trí tâm để mà niệm cái câu Phật hiệu thì tất cả những chướng ngại cứ giai đoạn nào cũng đều có thể qua được. 如果有这个助缘啊，他虽然是车祸了，往生了，有人助念，他听到以后他就发勇猛心念佛，也能够往生。 Nếu mà trong khi xảy ra tai nạn đó mà có những người chung quanh vì họ mà niệm cái câu Phật hiệu rồi họ rất là dũng mạnh niệm theo thì cũng có thể đi được.
但这个往生者呢，如果没有深厚的善根福德因缘，没有发勇猛心的话，这个是相当困难。 Nếu mà cái người đó không có những cái thiện căn phước đức nhân duyên, không có phát và có lòng dũng mãnh để niệm Phật như vậy, cho dù người khác có nhắc nhở mình cũng rất khó. 所以《无量寿经》里面劝我们：何不于强健时啊努力修善，欲何待苦？ 我们何不在身体很健康强壮的时候努力认真的修善，最大的善就是念佛。 Cho nên nói rằng chúng ta sinh sơ hồn. Vậy thì nói rằng trong kinh có nói một câu là bây giờ chúng ta còn đang sống tốt đi, tại sao không nỗ lực hết sức để mà tu hành, còn làm gì nữa? 等到这个灾难，等到这个果报，恶业果报现前的时候，那个叫定业，那难转。 地业就已经果报现前了，难转。 Cho tới mà tai nạn xảy ra, tức là gọi đó là một cái định nghiệp nó đã cố định như vậy rồi, thì làm sao mà có thể chuyển nó được nữa? 就像你车子啊，要撞到东西啊，还很远的时候你转得开啊，越近你是转不开了，太靠近了你就转不动了。cũng như khi mà chúng ta lái xe thấy có một cái đồ vật gì trên đường đó mà xe chúng ta còn xa thì chúng ta có thể thắng và tránh nó. Còn nếu mà tới quá gần rồi thì mình cũng rất khó mà tránh được rồi. 所以我们现在健健康康的，我们还好像还有一些时间，赶快努力认真的勇猛的念佛修行，就是为了将来往生那一刻。 Cho nên bây giờ chúng ta còn đang khỏe mạnh, đang tốt người như vậy thì phải cố gắng học tập tu niệm Phật cho tốt để dễ dàng mà đi giảng sanh. 没有业障，没有障碍， 那你品位更高啊。 往生更殊胜啊，更自在啊。 Nếu mà không có những cái nghiệp chướng, những cái chướng ngại cho mình thì cái giai đoạn giai phẩm gọi là phẩm vị đi vãng sanh, thượng phẩm thượng sanh hoặc là trung phẩm trung sanh thì nó là càng cao nữa. 有种种的障碍，因为你下的功夫很深，你发的心很勇猛，也能够超越所有的障碍。 Thì cho dù chúng ta có những cái chướng ngại, nhưng nếu mà cái công phu tu hành của anh rất là dũng mãnh tinh tấn thì anh có thể vượt qua khỏi những cái chướng ngại đó. 所以我们经常要念这个发愿文嘛，愿我临终无障碍。等一下我们就发愿，要唱这个大回向，大家真心去发愿回向，大回向，做大回向。 Cho nên chúng ta thường là phải có cái phần gọi là tụng niệm cái hồi hướng đó. Thì lát nữa đây chúng ta sẽ có một cái khóa gọi là đại hồi hướng. Thì chúng ta phải dùng hết cái tâm sức của mình vô cùng thành kính để mà hồi hướng cho tất cả rồi. 不是嘴巴跟着大家唱唱歌这样唱唱而已，真心的随文入观来发愿来回向，每一次都提醒我们，每一次就发这个勇猛心的，那你往生呢一定无有障碍。 Phải là thật sự chân thành và tùy văn nghe cái câu văn mà nhập quán là quán tưởng vào đó rồi rất là chân thành mà niệm cái câu đó cho đúng, chứ đừng cứ giống như người ta đang ca ca hát hát rồi mình đi theo mà tụng niệm như vậy. Vì A-mi-tô-phô他就是大慈大悲嘛，他就是要帮助我们业障最重、障碍最多、我们能力最差的众生的。我们越苦，他越要帮忙。 Là vì Đức Phật A Di Đà là đại từ đại bi nên ngài là chuyên tới đây để cứu cho những người vô cùng khổ nạn, những người mà rất là đau khổ đó, những người có rất nhiều chướng ngại đó. 我们根性很好，我们事事都顺利，那靠我们自己就好了，我们不必靠阿弥陀佛了。 Nếu mà căn tính chúng ta tốt, chúng ta tu học tốt thì hãy tự mình mà tu học để mà đi thì đâu cần phải nhờ tới Đức Phật A Di Đà nữa. 所以你认为我的根性很差，我能力很差。 那你要靠阿弥陀佛靠多一点。 Vậy thì nếu anh nghĩ là cái căn tính của mình không tốt, mình phải nhờ nhiều về Đức Phật thì nên y dựa vào Đức Phật để tu học mà. 那你念佛要念多一点啊，你念太少你就靠的不多啊。 Vậy thì khi anh muốn y cáo cho tốt thì anh phải niệm Phật được cho nhiều, anh niệm ít quá thì đâu có đủ. 你要经常忏悔改过啊，你不忏悔改过，阿弥陀佛也拉不动啊。 Phải luôn sám hối và biết sửa đổi những cái lỗi của mình, còn nếu không thì cho dù Đức Phật A Di Đà có tới cũng không thể nào kéo chúng ta đi nổi. Chân giờ hiện tại, chúng ta nghe được Phật pháp, chúng ta được nhân sinh, đều còn kịp, à, chưa đến lúc lâm chung trước đó, đều còn kịp. Lợi dụng chúng ta vẫn còn sinh tiền đây niệm Phật tốt, cái thời gian cũng còn tốt thì chúng ta phải mau mau mà đi làm, nếu không
còn có thể, tức là còn có thể kịp nữa. 不要想太多，不要担心太多，担心都没有用。好好的准备净土资粮，要相信自己，要相信阿弥陀佛，我们都能够自在往生。 Đừng có lo quá, đừng có nhiều gì, nghỉ ngơi nhiều quá mà phải để hết cái tâm của mình vào trong câu Phật hiệu thì Đức A Di Phật nhất định sẽ tới giúp đỡ cho chúng ta. 要乐观，要积极，要努力向上。 Phải rất là lạc quan, tích cực và hướng thượng mà đi. Vâng, từ đây như vậy. Pháp sư hãy được tuyên bố một câu. Hảo. Pháp sư khổ chọn cái bộ. Hảo. Vâng, có một vị đồng tu hỏi một câu là khi chúng ta tụng niệm Kinh A Di Đà thì có nói là chúng ta sẽ làm hóa sanh về đó. Và trong cái vô lượng thọ, tôi không biết ở đâu. Trong cái vô lượng thọ thì có nói một đoạn rằng có thể là hóa sanh và thai sanh. Vậy thì thai sanh là phải 500 kiếp mới có thể mà nở ra để mà đi nghe pháp được. Thành ra muốn hỏi Pháp Sư bây giờ phải làm như thế nào? 一般那个无量寿经，他说是我们化身到那个西方极乐世界，但是有一位同修他在里面读到说有化身和胎生。 那胎生的要五百年，那是五百劫，有吗？ 他这个是在边地遗尘那一段。 Đây là trong cái đoạn gọi là biên địa nghi thành, tức là ở bên ngoài của cái địa, bên ngoài cái Tây phương cực lạc thế giới rồi. 极乐世界呢, 它只有在莲花中化身。 Cực lạc thế giới thì chúng ta là từ trong đó hoa sen đó mà hóa sanh ra. 都在莲花当中化身。 Đều là từ trong cái liên hoa hóa sanh mà ra thôi. 莲花呢, 当然你可以想就是我们世间那个莲花, 实际上它是象征和清净的, 莲花是代表清净的意思。 Mà đó liên hoa đây không phải như cái hoa sen thường của mình mà biểu lộ cho cái gọi là vô cùng thanh tịnh. 我们再讲的贴切一点, 种子是清净的。 它的这个因是清净, tức là chủng tử của cái thanh tịnh đó là thanh tịnh và cái nhân cũng là thanh tịnh. 那么一般众生的出生呢, 胎生、卵生、湿生. Thì chúng sanh đây thì có bốn cái thai gọi là thai noãn, thai noãn và thất, tức là một cái ướt sanh ra như vậy, ẩm ướt sanh ra vậy. 那大部分呢，胎生很苦。我们人类哺乳类都是胎生，胎生是很辛苦。và thai sanh tức là như con người chúng ta vậy thì rất là khổ cực. 现在我们回到正题啊，它是个比喻，就是说你有疑惑，你还是照样认真念佛往生到极乐世界。因为你有疑惑的障碍呢，虽然生到极乐世界的这个莲花当中啊，它叫花胎，花的胞胎。 不是人的那个肚子的胎，是花莲花里面的胞胎。 Thì đây nói rằng là vì chúng ta có những cái chướng ngại quá to lớn nên khi chúng ta hóa sanh về đó thì chúng ta còn trong cái búp của cái hoa đó mà không phải là cái bào thai của mẹ sanh ra. 不是妈妈肚子的那个胎，但是莲花的胞胎，还是在莲花清净当中化身。 Vẫn là không phải như là cái bào thai của trong trong bụng mẹ mà nó chỉ là một đóa hoa sen nhưng mà nó chưa có nở ra. Nó còn ở trong cái búp được. 因为你有疑惑，这个疑惑障碍住你呢，会晚五百年呢，我们人间五百年。 Là vì chính mình đã có những cái huy nghi hoặc là chướng ngại cho nên phải ở trong cái búp đó 500 năm mới mà mở ra được. 极乐世界无量寿，我们这人间五百年呢，很快就过去了。 Cực lạc thế giới là vô lượng thọ nên cái thế gian đây 500 tâu cũng không có hề gì. 那么疑惑去掉以后呢，这个莲花就跟一般的莲花一样，就见得到阿弥陀佛，见到观音世世，亲近大海众菩萨，是这样的意思。 Sau khi mà nghi hoặc hết rồi thì cái đó búp sen đó nó sẽ nở ra như tất cả những thanh tịnh hải chúng khác. 所以不是真正的那个我们的肉体的胎啊，入胎出胎。 Cho nên chân thật không phải là như cái nhục thể trong bụng mẹ mà có cái bào thai sinh ra như vậy. 那么因为它这个苦啊，就是苦在于呢，不能够马上见到
阿弥陀佛的报身，不能够见到亲近大海众菩萨，他一个人呢，孤孤单单的呢，被关在这个花胎里面、花苞里面，他不能够啊亲近诸上善人，他苦在这边。cái khổ của họ đây là họ phải nằm trong cái bút sen đó một cách vô cùng cô độc, độc nhất chỉ có mình mà không có thể đi ra để cùng đại chúng chư thường thiện nhân để mà tụ hội nhất xứ, tức là ở lại chung với nhau như vậy. 所以你除了认真念佛以外呢，你还要对自己要有信心，对阿弥陀佛、对十方诸佛要有信心。cái tính tâm là cái chuyện rất là quan trọng, chúng ta phải tin tưởng rằng có Đức A Di Đà Phật, có cảnh giới tây phương. 所以呢，除了年纪很大以外啊，你可以的话，你还是要除了念一句阿弥陀佛以外，你要多多少少要听经，把这个疑惑给排除。cho nên ngoại trừ chư vị lớn tuổi rồi không còn cách nào, còn những người mà còn có khả năng đọc tụng thì phải nghiên cứu kinh điển để biết được rằng chúng ta sẽ không còn những cái nghi hoặc chấp trước trong đó nữa. 要不然呢，你念佛念得很努力、很认真，可是你这个理不明白的时候、有疑惑的时候啊，升到那里会升到边地啊，就是这个花苞的苞胎里面。rồi vì thế mà khi mà anh đọc tụng niệm câu Phật hiệu rất là tốt, rất là hay rồi, nhưng vì còn một chút nghi hoặc đó như vậy thì anh sẽ không có sanh ra một cái đóa hoa sen mà sẽ phải ở trong cái bút sen đó, gọi là thai sanh là như vậy. 所以虽然是形容为胎生，事实上它还是在莲花当中，有一天会啊花开见佛，悟无生化身。这边thí dụ đây nó mặc dù nói là thai sanh nhưng mà họ không phải, họ chỉ nằm trong cái bút đó, là sau khi mà nở ra rồi thì họ cũng như tất cả những chư vị đại chúng trên đó gọi là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. 只要能往生到极乐世界，就算是边地，就算是在花苞花开当中啊，那有一天呢，也是能够呢不退成佛的。Nhưng phải biết được rằng cho dù là ở trong biên địa thành ở bên ngoài đó mà chúng ta nằm trong cái bức sen đó nhưng vẫn còn là tốt, tại vì chúng ta không bao lâu là sẽ hoa khai kiến Phật. Vâng, chúng ta hồi hướng và sau đó sẽ nghỉ rồi. Xin hỡi giảng, xin hỡi giảng, xin hỡi giảng. Nguyện ý thử công đức, nguyện ý thử công đức,庄严佛净土，庄严佛净土，上报四重恩，上报四重恩，下济三途苦，下济三途苦，若有见闻者，若有见闻者，悉发菩提心，悉发菩提心，尽此一报身，尽此一报身，同生极乐国，同生极乐国，阿弥陀佛。阿弥陀佛。